Nếu ở trong đi ra lại qua vòng xoay chưa? À, ngay chỗ vòng xoay á, là từ ở chỗ em ở là đi ra vòng xoay khoảng 2 phút là tới. Nãy giờ ra ngoài suy nghĩ hoài luôn, có anh chị hẹn hò sao nè. Nãy giờ mình có thống nhất được cái ngày hẹn nào, buổi hẹn nào chưa anh? Thời gian hẹn là rất ok, không có gì. Anh hẹn sao đâu, anh thiết lập buổi hẹn em nghe thử coi nó có hấp dẫn không nè. Thì mình nếu mà mình đã được hẹn hò với nhau rồi, dạ, quen đã tìm hiểu với nhau thì bạn gái ok, giờ đánh nào thì mình có ở trong này thì mình đi thôi, không sao. À, là anh sẽ từ thành phố anh chạy xuống dưới Tam Hiệp. Đúng rồi, tại vì xe mà chạy ngang đó mà, có gì mình rớt xuống ở đó không được, không sao. Trời ơi, xe chạy ngang đó gì rớt. Mình dừng tới đó thôi. À, mời anh giới thiệu trước về thông tin cá nhân của anh ạ. À, chào chương trình, chào chị Cát Tường và bạn gái bên kia. Mình tên là Huỳnh Thái Xanh, quê quán ở Bình Định. Dạ. Nghề nghiệp mình là lái xe. Năm nay mình 45 tuổi. Là sinh năm bao nhiêu anh? Năm 1975. Hiện tại ở Bình Định hiện luôn? Đang ở Bình Định. Ồ, anh làm lái xe là lái xe gì anh? Mình chạy xe khách từ Bình Định đến thành phố Hồ Chí Minh. Và bao lâu thì đi một chuyến như vậy? 2 ngày 1 chuyến. 2 ngày đi 1 chuyến, mấy tiếng anh? 12 tiếng. Cứ một ngày chạy, một ngày mình nghỉ, ngày chạy, ngày nghỉ. Ngày chạy, ngày nghỉ. Còn em thì mình ở đâu? Dạ, em chào chị Cát Tường, chào bạn nam bên đó. Em tên Thùy Trang và em sinh năm 82. Em làm tóc ở Đồng Nai. Hiện tại là Đồng Nai khúc nào em? Dạ, ở ngay vòng xoay Tam Hiệp ạ. Bây giờ trước tiên là về khoảng cách địa lý rồi về công việc. Em làm tóc thì là cũng mình tự do đúng không? Dạ. Thời gian mình cũng sắp xếp được. Làm dạ, nghề này lâu chưa? Dạ, em làm từ thời con gái rồi chị. Hồi xưa em biết chị không? Chị cũng làm ở Biên Hòa, chị cũng có tiệm tóc ở Biên Hòa. Thế, chị cũng mở tiệm ở chỗ Cầu Gành đó, dạ, hay lên Tam Hiệp chơi. Bây giờ địa lý khoảng cách nó xa như vậy rồi, đặc thù công việc của anh như vậy thì anh có ngại gì không? Mà anh đi xe có chạy ngang đó không? Nói chung ngày nào cũng đi qua lại. Ngày nào cũng qua lại, qua lại thôi chứ không có cơ hội dừng lại anh ạ. Chưa có cơ hội dừng lại, dạ, dừng lại chứ qua là khoáng thôi. Dạ, thế bây giờ anh nghĩ nếu mà hẹn hò với cái mối lương duyên này thì anh định như thế nào? Không có gì khó khăn cả. Không có gì khó khăn. Sắp xếp theo công việc hay là tạo điều kiện nơi nào đó làm ăn được. Dạ. Không có gì hết. Thế là điểm mạnh, điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh của mình thì sống cũng hồ bác hòa đồng cho dễ. Hơi gân cái chứ là hơi nóng tính chút xíu. Rồi tài xế lái xe mà hơi nóng tính sao được, phải rất đồng tính mới được. Nhưng mà mình làm cho hoạt động thì với khách quan thì mình không bao giờ. Dạ. Anh là lái chính luôn hay là sao anh? Lái chính. Là mình đi về đi xa phải có phụ lái chứ hả? Không, thì có hai tài. Có hai tài. Đúng rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng. Điểm yếu là dễ tin người, hay khóc, nói thẳng lắm, nói thật. Chị hỏi thiệt là bây giờ thấy cái hoàn cảnh và công việc của bạn trai nó cũng hơi xa, mà công việc thì có vẻ cũng hơi bận rộn như vậy, thì em có suy nghĩ gì không? À, để coi sắp xếp thời gian của ảnh coi như thế nào. Nói chung là điều kiện thì đi xe nhưng mà mình chạy ban đêm, còn ban ngày thì cũng có một ngày ở Sài Gòn, là một ngày ở Bình Định. Thời gian nếu mà sắp xếp bạn gái ta rảnh thì mình cũng đến thêm. Trời ơi, anh đi vậy rồi sức khỏe đâu, anh chạy xe ban ngày ở Sài Gòn anh phải ngủ nghỉ chứ. Chẳng lẽ ban ngày Sài Gòn anh chạy xuống dưới Tam Hiệp? Tối đó mình chạy mình cũng vẫn ngủ được 40 tiếng rồi. Thôi thì nếu mà có tình động lực tình yêu thì cố gắng ha, rồi từ từ sắp xếp thương lượng chứ giờ cũng chị cũng đâu biết nói như thế nào. Anh chạy công việc được mười mấy năm là một công việc rất là ổn định rồi. Nhưng dạ, mà chung là công việc thì mình cũng ổn định, nhưng nếu mà đến với nhau thì bạn gái có chịu về Bình Định ở không? Dạ, để coi á chứ. Chưa dứt hỏi câu đó khó trả lời quá. Phải có coi trả lời. Dạ, phải coi coi tình yêu nó đủ lớn hay không, phải nhìn mặt coi có cảm xúc hay không nữa, đúng dạ, không ạ? Rồi về tình trường thì sao? Ngồi tình trường thì mình đã ly hôn lấy vợ một lần. Dạ. Rồi ly hôn đây 4 năm rồi. Anh có mấy cháu rồi ạ? Chưa có cháu nào. Hồi đó nói chung là bà xã mình về một năm sau thì cũng có con nhưng mà bị hư thai á, bị trục trặc không sinh được nữa. Dạ, nhưng mà lấy nhau được mấy năm ạ? Gần 16, 17 năm rồi. Thế tại sao được tới 16, 17 năm mà chia tay ạ? Thì nói chung là mình nghĩ là duyên nợ chắc nó cũng hết. Mình không có con. Thế là có phải vì không có con được nữa không? Đúng rồi, thì nói chung là đúng cái chuyện đó. Rồi, thế còn em thì sao ạ? Em có một bé trai. Em với ông xã em cũng đã không sống với nhau, đã ly dị được 2 năm nay rồi. Tại giờ bé thì đang ở với em, thì cuộc sống hai mẹ con nương tựa với nhau cũng có tìm hiểu nhưng mà cũng không có hợp. Lại con nó còn nhỏ quá, lại cuộc sống hai mẹ con cũng còn đang để mà lo cho cháu nó ăn học. Giờ mình ở được bao lâu ạ? Dạ, được 7 năm ạ. Rồi lý do sao chia tay? Vợ chồng không có lắng nghe, rồi những cái mà bất đồng quan điểm. Rồi bây giờ là chị với anh còn liên lạc với nhau không? Dạ, bé thì đi học, thỉnh thoảng đi xuống để thăm bé. Ở gần đó không chị? Thành phố Biên Hòa khoảng 10 cây á. Rồi bây giờ anh đã có gia đình mới chưa? Dạ chưa. Hiện tại là anh đang sống với ai? Đang sống ở với mẹ. Nói chung mẹ cũng già rồi, cũng có lập bạch, không có làm gì được nhiều. Thì mình hai mẹ con cứ hủ hỉ với nhau vậy mà. Nói chung mình cũng đi luôn ngoài đường, ít về nhà lắm. Dạ.
Rồi em hiểu hoàn cảnh hai của mình cũng tương đối là giống nhau như vậy ha. Anh muốn tìm một người như thế nào ạ? Muốn tìm một người mẫu gì gia đình, biết thương yêu gia đình, sống thuận hòa giữa cha mẹ, cứ trên giường dưới. Dạ. Về ngoại hình anh có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì mẫu hình giống như cái tương là đủ rồi. Trời ơi, giống em mà đủ rồi, giống em thì kiếm không ra đâu anh. Khi mà nghe hoàn cảnh của bạn gái bên này thì cũng có một con riêng đang sống như vậy, thì anh có suy nghĩ gì, anh có ngại không? Không, không có gì phải ngại. Em nghe nói tài xế này có nhiều bồ lắm, có đúng không? Cũng tùy theo người thôi, đâu phải ai cũng nhiều bồ hết. Đôi khi không có duyên là sao có được. Thế còn mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Vui vẻ, biết hòa đồng trên dưới, biết gia đình hai bên. Dễ à, cũng không có gì gọi là câu thiệt. Có ngoại hình có yêu cầu tiêu chuẩn gì không? Cao, thấp, mập, ốm hay là có những cái yêu cầu không có thích gì ở người bạn trai nào không? Cao cũng vừa thôi, cũng đừng có mập quá, đừng có ốm quá. Tóc ở trên nó cũng hơi có chứ đừng có ít quá. Rồi đây em kiếm thử coi có anh nào vừa mắt hay không. Chị nhìn vậy chị còn chưa tìm thấy đó, cho anh chọn năm cô tiên đó, anh chọn đi. Chị cứ thương chọn giùm em đi. Không, em chọn không có được, của anh tự chọn đi. Anh này, ủa tại sao chọn anh đó, có lý do gì không? Em chỉ đoán như vậy. Anh đoán dựa trên cái cơ sở nào? Cái gì, giọng nói? Em nghĩ cũng tầm tầm với lại chững chững giọng nói vậy thôi. Dạ. Chờ kết quả sổ số. Mình nghĩ là áo xanh. Áo xanh. Rồi, bây giờ xin mời hai anh chị chúng ta sẽ nhìn qua cánh cửa trái tim này để xem là cái sự phỏng đoán của mình ngày hôm nay có đúng hay không nha. Dạ anh chị trao đổi với nhau đi ạ, chứ em cũng không biết phải cô áo xanh nữa không vậy. Em phải cô áo xanh không em? Dạ em áo xanh đúng rồi. Xanh hả? Dạ. Hay quá vậy. Chúc mừng anh. Anh là áo cam rồi. Anh là áo cam đúng không ạ? Áo đỏ, đỏ đô ạ. Đúng rồi. Dạ. Mình sai rồi ha. Sai chắc bị phạt quá à. Anh nhìn anh gọn quá. Anh gọn quá hả? Dạ. Ờ trong cái hình này có vẻ hơi có bụng chút xíu đúng không? Dạ. Hồi đó cách đây 2 năm thì mình cỡ ký đó. Nhưng mà hôm nay mình phải giữa ký lại. Tặng quà đi anh. Tặng qua đây luôn. Lần đầu tiên gặp em không có gì. Anh có bộ hoa tặng em. Em cảm ơn anh nhiều. Vậy là đây là cuốn sách con thấy em có ý nghĩa tặng em. Dạ. Em cảm ơn món quà của anh. Em cũng lần đầu tiên có món quà nhỏ bé để tặng cho anh. Cảm ơn em. Có suy nghĩ như thế nào? Cảm xúc như thế nào? Thấy bạn gái bên kia còn xinh. Có đủ động lực để mình kết nối chưa? Hơi chút rung động. Có nhận xét gì về anh này không? Tài xế mà đẹp trai quá. Oh, láng lẫy quá ha. Dạ. Cảm ơn em, bên đây lần có lần đầu tiên em khen. Nhiều khi tao bữa nay tao tới hẹn hò, tao mới dậy. Dạ. Đúng không? Hẹn hò mấy mặc đồ đi thế vậy thôi, chứ còn bình thường không có nhìn như vậy đâu. Dạ. Thôi mai mốt cứ mình có bạn gái mình phải luôn luôn phát huy như vậy đi. Bây giờ Tường sẽ để dành cho anh chị một không gian riêng để hai anh chị có thể tìm hiểu nhau một chút xíu. Rồi Tường sẽ quay trở lại ha. Bây giờ mời hai anh chị thưởng thức. Wow, rất là nhiều món ha. Bánh khọt, bánh tôm Tây Hồ, bánh xèo và bánh ngọt với trái cây nữa. Bánh xèo vàng giòn đi cùng với các loại rau. Và bánh khọt thì có nhân cúc dừa, rất là béo ha. Bánh tôm giòn, Tây Hồ thì giòn rụm cùng với những cái nước chấm chua ngọt rất là hấp dẫn. Mời anh chị cùng thưởng thức và trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa Tường sẽ quay lại. Mời anh chị tự nhiên. Dạ, cảm ơn. Anh mời em dùng. Dạ, em mời anh. Em lần đầu tiên gặp mà em thấy anh là sao? Em thấy anh như thế nào? Cũng trẻ. Trẻ hả? Dạ. Em sinh năm 82 à? Dạ. Anh sanh nhà anh đông anh chị em không anh? Nhà mình có 6 anh chị em. Dạ, anh là... Mình là thứ 6. À, anh là thứ 6. Hai đứa em gái. Anh ở ngoài Bình Định đó, anh ở khúc nào vậy anh? Ở Phù Cát, Bình Định. Dạ. Mời em dùng... Em có ra Bình Định lần nào chưa? Em có ra một lần rồi. Em đi hàng mặt tử ở chỗ với lại cửa lò. Cửa lò là ở... Bạn em ở ngoài đó. Cửa lò là Nghệ An hả? Không, ở ngoài Bình Định luôn á anh. Ờ à, đúng rồi. Dạ. Có những dịp nào đó thì nếu mà được thì anh chỉ mời em ra Bình Định thêm quan những chỗ nơi khác nữa. Rồi anh vô đây rồi khoảng một ngày, rồi qua ngày sau rồi anh lại ra ngoài chạy xe ngược ra ngoài đó nữa. Ví dụ như sáng này, sáng 4 giờ, cỡ 4, 5 giờ thì anh tới bên xe. Dạ, 4, 5 giờ sáng. Ờ, chiều cỡ 4 giờ anh ra làm. Dạ. Em ví dụ nếu như anh vào đây anh sống, anh lập nghiệp, có suy nghĩ như thế nào? Công việc làm ăn thì giờ mình còn trẻ hơn tuổi, còn làm ăn được. Dạ. Nếu mà công việc tạo điều kiện ở bên nào làm ăn cảm thấy phù hợp. Dạ, vậy anh có thể vào đây lập nghiệp được.
ra ngoài đó làm anh tạo được gì, anh tạo được kiện cho em làm anh hay là mở tiệm làm tóc gì đó, em làm được em có lý do để sống không? Dạ. Bây giờ còn ở bên mẹ thì anh làm luôn ở mẹ ở chung với anh luôn. Dạ. Mẹ nên anh đây cũng 75 tuổi rồi. Mẹ anh ở nhà nội trợ. Điều kiện người đó thì cũng không có gì khó khăn lắm. Em ở ngoài đó thì em ở đang ở với ai? Hai mẹ con em ở thôi. Ở nhà riêng hả? Dạ, ở đó em muốn mặt bằng ở gần nhà của mẹ em. Nếu mà có điều kiện quen nhau thì ở đây thì anh, nhưng mà anh xin đi xe vào đây thì nói chung là ra ngoài đó thì nếu tôi sắp lịch thì anh sẽ ra được, tạo điều kiện mình gặp nhau thì nếu mà thời gian em rảnh. Anh có gặp là chỉ có đi xe rồi vô trong đây gặp em thôi đúng không ạ? Thì nếu mà có nhân dịp nào đó hay là dạ, nọ thì anh đi vô này ở lại thì cũng chơi hay là công việc gì đó cũng bình thường. Anh làm như vậy thì có sắp xếp thời gian giống như là ngày nghỉ của mình một tháng có một ngày hai ngày hay là xuống ca hay như thế nào không? Nói chung là công ty đây là công ty tư nhân cho nên dạ, mình sắp xếp mình báo trước người ta là mình nghỉ được hết. Người ta sắp xếp tài chạy được hết không sao hết. Dạ, anh có hỏi gì em đúng không? Và gì đó cũng được rồi, có nhân dịp nào thì mình nói trao đổi thêm hơn nữa, nhiều hơn. Dạ. Nếu mà trong đi ra lại qua vòng xoay chưa? Ngay chỗ vòng xoay á, là từ chỗ em ở là đi ra vòng xoay khoảng 2 phút là tới. Nãy giờ ra ngoài suy nghĩ hoài luôn, có anh chị hẹn hò sao nè, nãy giờ mình có thống nhất được một cái ngày hẹn nào, buổi hẹn nào chưa anh? Thời gian hẹn là rất ok, không có gì. Anh hẹn sao đâu, anh thiết lập buổi hẹn em nghe thử coi nó có hấp dẫn không nè. Thì mình nếu mà mình đã được hẹn hò với nhau rồi, dạ, quen đã tìm hiểu với nhau thì bạn gái ok, giờ đánh nào thì mình có ở trong này thì mình đi thôi, không sao. Là anh sẽ từ thành phố anh chạy xuống dưới Tam Hiệp. Đúng rồi, tại vì xe mà chạy ngang đó mà, có gì mình rớt xuống ở đó không được, không sao. Trời ơi, xe chạy ngang đó gì rớt. Mình dừng tới đó thôi, không có gì. Nãy giờ anh chị có bàn gì về hôn nhân, về gia đình, quan niệm về gia đình chưa? Thế như anh là anh chưa có con, chắc là anh vẫn mong muốn có một đứa con đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Thì nếu mà được với nhau thì mình cũng muốn có một đứa con để cho nó xây dựng hạnh phúc. Thế còn em thì nghĩ sao về chuyện sinh thêm con nữa? Em cũng vẫn có cái quan điểm là muốn sanh một bé nữa. Em có một cái ý nhỏ em hỏi. Em hỏi đi. Nếu anh chạy xe như thế này mà anh có cái suy nghĩ là anh phải đổi công việc khác hoặc là làm cái nào đó nó ổn định, tự vì theo như tài xế thì chỉ có độ khoảng 55 hay là dưới là mình không chạy nữa. Mình cũng muốn thay đổi công việc lắm, cũng không chạy xe đâu có phải là chạy hoài được. Dạ đúng rồi. Lớn tuổi rồi thì mình không chạy được nữa. Thứ nhất là đường xa, còn thứ hai thì mình cũng có dự tính, ví dụ như sau ít năm nữa mình không chạy thì mình cũng, nếu mà không có việc gì khác ổn định thì mình mua một chiếc xe chạy taxi gần gần đó, hoạt động đám cưới dịch vụ. Nó cũng là liên quan đến công việc lái xe, vì ảnh mười mấy năm nay ảnh chỉ có lái xe thôi, hiện tại là mới nghĩ như đó thôi. Còn em có cái hướng gì em khai phá, em khai sáng lên thì em hỗ trợ cho ảnh. Nếu mà có em có hướng gì hỗ trợ tốt thì anh ok. Lái xe là nghĩ cũng được, không sao hết. Dạ. Rồi cứ tiếp vậy đi, mình phải tìm hiểu cho nó thoải mái, thẳng thắn đi. Nhưng mà giờ em làm tóc thì em tốt nhất cũng sắm một chiếc xe bằng có taxi, mình chạy hoạt động dịch vụ của dâu luôn. Cũng tốt mà. Công việc của anh hiện tại bây giờ không ít thì nhiều, anh có thể lo cho mẹ con em hay không? Thì mình đã thật sự với nhau rồi thì cái chuyện giúp đỡ với nhau là chuyện bình thường thôi, không có gì. Tài chánh hiện bây giờ là anh hay là mẹ anh để là, mà là người quản lý. Dạ. Tài chánh anh hiện giờ anh làm thì anh giữ với mẹ anh không biết gì. Nhưng mà đàn ông không có vợ thì anh có giữ được tiền không? Anh có quản lý được tiền, anh có vốn không? Có chứ. Anh thì có tích lũy để mình tích lũy phần riêng của mình chứ không làm chẳng lẽ mình làm đồng nào mình tiêu đồng nấy rồi sau này già lấy gì mà dưỡng, đúng không? Hôm nay thì đến tham gia chương trình thì cùng với hai bên, hai anh chị đây thì còn có chị gái của anh đi theo. Thì em xin mời chị vào đây, em muốn hỏi ý kiến của chị chút xíu nha. Dạ em mời chị ạ. Chạy vào đây đi chị. Dạ dạ. Chào các cường. Dạ trời ơi chị mặc phúc hậu quá. Thế nãy giờ chị ngồi chị có nghe câu chuyện của hai anh chị này không ạ? Cũng có nghe mà hai em với bạn gái nói nhỏ quá. Nói nhỏ quá. Thì chị thấy cặp đôi hôm nay như thế nào? Theo chị nhìn cái nhìn lần đầu thì thấy bạn gái dễ thương, hiền từ. Dạ. Dáng dấp đồ nói chung cũng xứng như em của chị. Dạ. Thế em hỏi thiệt chị là thế trong gia đình mình là mình đang mong muốn điều gì cho anh đây? Thì em nó thì cũng một lần kết hôn rồi đổ vỡ. Thì giờ chị cũng muốn nửa đời còn lại, quãng đời còn lại em nó cũng tìm được chút hạnh phúc. Dạ. Để cho nó có cái cuộc sống nửa đời còn lại chơi nó vui vẻ trong gia đình. Dạ.
Thế anh chị có hay, chị ở nhà mình với mấy anh chị khác thì có hay đôn đốc ảnh hay là có hối thúc có thì cũng muốn cho em nó có chứ, có tìm được một chút vợ để cho nó vui hữu hỷ bên nhau, cho tới em nó có sống ân mình ơn cũng tội nghiệp. Thì thấy mọi thứ thì em thấy về cái tổng quan bên ngoài thì cũng ok, nhưng cái vấn đề đang khó khăn của hai anh chị ở đây là về cái khoảng cách hơi xa. Và cái công việc của anh thì cũng đi suốt ngoài như vậy, thì nhưng mà có vợ có con nó ổn định thì phụ nữ thường người ta cũng ngại, người ta không muốn chồng mình đi hoài với lại lái xe đường xa thì nó cũng không, cũng có gì đâu, vậy cái nghề tài xế bây giờ nó cũng khổ tâm rồi. Dạ. Chung là từng Bình Định vô thành phố rồi cái quay trở ra cũng có gì đâu. Dạ. Cũng có gì đáng ngại đâu. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nha, rồi em sẽ cố gắng mai mối cho cặp đôi này, cảm ơn chị. Đó là ý kiến của phía gia đình ha. Rồi bây giờ trong thời gian để anh chị suy nghĩ thêm thì mình chơi một trò chơi nho nhỏ ha, để anh chị hiểu nhau nhiều hơn. Mời chị bóc một lá trước, mời Trang bóc lá trước. Rồi mình đọc lớn yêu cầu trong đó đi ạ. Bạn hãy chọn thực hiện một trong hai điều sau, thục dầu 10 cái, xin phép hôn lên má đối phương. Anh nghe không ạ? Có hai trường hợp để anh làm. Thục dầu cho chứng tỏ là sức khỏe tài xế đi. Tài xế ngồi hoài vô kia nó yếu. Tài xế là em suốt ngày là cứ ngồi trên ghế không à. Dạ, nó yếu chân lắm anh. Yếu lắm. Thục dầu 10 cái cho tao thấy mình khỏe. À thục dầu đi anh. Mà nó cần chéo chân không? Trời ơi, chéo chân hả ghê, tùy anh à. Anh muốn lựa dữ quá. Muốn lựa dữ quá. 1 2 Cái này chưa có kéo chéo chân kia nha. 4 5 Giúp ảnh cho báo quyết nó lưu thông. 7 8 9 Đỏ mặt rồi, đỏ mặt rồi. 10 Máu tốt, máu ô hả anh? Máu ô. Máu ô hả? Rồi, cảm ơn ngồi anh à. Được chưa em? Dạ, sức được. Khỏe ổn định không? Khỏe. Khỏe ha. Rồi, mời anh. Bạn chú ý điểm gì về ngoại hình của đối phương trong lần gặp lần đầu tiên? Nói thiệt lòng nha. Thật lòng nha. Đừng dối lòng nha. Là em á. Bây giờ em tới em. Hồi nãy người ta thuộc em đó. Em bốc người ta thuộc dầu rồi. Bây giờ người ta bốc là em. Tính em đó. Nhìn ngoại hình của anh thì em thấy chuẩn, điềm đạm, thấy cũng chân thật. Em ấn tượng đó là em có xem nó vậy. Điểm nào đặc biệt nhất ở trong con người ảnh mà nó gây ấn tượng cho em nhất ở trong lần gặp đầu tiên? Sạch. Sạch. Trời ơi, nhìn mà biết sạch luôn hả? Sạch. Nhưng mà biêu qua lại thấy bóng rồi. Ồ, bóng này rùi đậu vô là trời té luôn á. Cái sự mà phong độ đẹp trai trên thang điểm 10 thì em chấm ảnh mấy? Dạ, em chấm khoảng 8 hoặc 9. Trời ơi, em rộng tay quá. Rồi, chúc mừng em. Cảm ơn em đã có lời khen, cảm ơn em. Mời hai bạn, hai anh chị đặt tay vào nút bấm. Chọn hay không chọn cũng là quyền của anh chị nha. Sau 3 tiếng đếm của các tường, nếu đồng ý hẹn hò thì anh chị bấm mạnh, nếu không đồng ý thì anh chị có quyền lấy tay ra. 1. Cái sự mà phong độ đẹp trai trên thang điểm 10 thì em chấm ảnh mấy? Dạ, em chấm khoảng 8 hoặc 9. Trời ơi, em rộng tay quá. Rồi, chúc mừng em. Cảm ơn em đã có lời khen, cảm ơn em. Nếu mà em có hướng gì hỗ trợ tốt thì anh ok. Lái xe là nghỉ cũng được, không sao hết. Dạ. 2 3 Hết thời gian. Sao anh bấm chậm vậy? Là mình hơi suy nghĩ chút xíu. Ơi, còn sao Trang không bấm? Em thật sự em xin lỗi. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Vì cái thứ nhất là anh ở xa. Với cái tìm hiểu thì nói thật sự em cũng không có tự gì công việc của anh. Mẹ con em cần là cần cái tình thương ấm áp. Vì em đã đổ vỡ vì cái không có tình thương ấm áp từ người chồng, người cha của con em. Và cái tình cảm mỗi khi mà em cần có một người đàn ông, em mệt mỏi và công việc của em cũng vậy nữa. Em cần có một người đàn ông ở bên cạnh em, dù bất cứ đi đâu em cũng rất là mong muốn có đôi có cặp. Người anh hiểu được. Em nói vậy anh hiểu cho em. Em không chê anh một gì hết, nhưng em nói như vậy anh hiểu. À, thật sự thì Tường cũng rất là tiếc, nhưng mà Tường rất là đồng cảm với cái suy nghĩ của Trang ấy. Với thời buổi công nghệ mà mình cũng có thể hỗ trợ, mình gọi điện, mình liên lạc. Thôi thì xin thay mặt cho chương trình, tụi cũng hy vọng rằng là hai anh chị cũng sẽ sớm tìm được một cái đối tượng nó phù hợp với mình về mọi thứ, về cái hoàn cảnh để có thể cùng chia sẻ với anh chị trong cái cuộc sống. Thay mặt chương trình gửi tặng Trang một món quà ha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Cảm ơn Trang đã đến với chương trình. Cho em xin ôm chị một cái. Cảm ơn em.
rất là đồng cảm và thông cảm với những hoàn cảnh như thế này. Rồi, cảm ơn Cát Tường nha. Xin cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi, đồng hành, ủng hộ với chương trình Hẹn Ăn Trưa.